Hi friend, today I would like to share with you about the topic of bull and bear in stock markets. What are the bull and bear in stock market? A bull market is a market that is on the rise, it is economically sound, while a bear market is a market that is receding, while most stocks are declining in value. Although some investors are bearish, the majority investors are bullish. Why are they called bull and bear market? The term bear and bull are thought to derive from a way in which each animal attacks its opponent. That is, a bull 30 tons up in the air, while a bear is way down. What is the bear market? A bear market is a condition in which security prices fall 20% or more from a recent high amid widespread pessimism and negative investor sentiment. Why do you make money in bear market? Here are 10 ways to make money in bear market and profitable. Number 1, find good stock to buy. Number 2, hunt for dividend. Number 3, unearth gem with bond rating. Number 4, rotate your sector. Number 5, go short and best stock. Number 6, carefully use your margin. Number 7, buy a call option. Number 8, buy a cover call option. How do you know if a stock bullish or bearish? Simply put, bullish means that an investor believes that the stock on the overall market will go higher. And bearish means that investor believes a stock is going down or underperform. However, bullish can mean different things, especially for short-term and long-term traders. When we're the longest bull market in history, market milestone as a bull market turned 10. It's official. This Saturday, March 9, 2019, marked the 10-year anniversary of what many call the longest bull market in history. It all starting from the put prices from low of March 9, 2009. What does a bear market mean for investors? A bear market is a period marked with falling stock prices. In a bear market, investor confidence is extremely low. Many investors opt to sell off their stock during a bear market for fear of further losses, thus fueling a vicious cycle of negativity. Should you buy during a bear market? Bear market give investors a great opportunity to buy stock that are on sale. Say McLean, say yes, you run the risk of stock price going down after you buy it. However, if it's something you want to own over a long period of time, a temporary setback shouldn't concern you. In the bull market coming to an end, big money investors see bull market ending in 2019, and another rises is a 5 year or less. Institutional investors believe the bull market in stock will come to an end over the next 12 months. The result comes as a market stump out have left stock barely positive for 2019. How old is the current bull market? By conventional measure, the current bull market began in March 2009, when the S&P 500 bottomed after a global financial crisis, so a little more than 10 years old. That makes the longest in history. The average bull market lasts 4 to 5 years. What makes the end of bull market? The most prolific bull market in modern American history started at the end of the deflation era in 1982 and concluded during the dot-com bust in 2000. During this secular bull market, the term that denotes a bull market lasted many years. The Dow Jones Industrial Average 16.8% annual return. What is the longest bear market in history? Interesting. When is the longest bear market in U.S. history developed after the longest bull market in history? It began with a collapse with the technology bubble in 2000, followed by world economic effects arising from the 9/11 attack in 2001 and stock market downturn of 2002. Remember, subscribe to see the next video. Thank you. Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của bò và gấu trong thị trường chứng khoán. Bò và gấu trong thị trường chứng khoán là gì?
một thị trường tăng giá là một thị trường đang trên đà phát triển và có hiệu quả kinh tế, trong khi thị trường gấu là một thị trường đang suy thoái, trong đó hầu hết các cổ phiếu đang giảm giá trị. Mặc dù một số nhà đầu tư đang giảm giá, nhưng phần lớn các nhà đầu tư đang tăng giá. Tại sao chúng ta được gọi là thị trường bò và gấu? Các thuật ngữ bò và gấu được cho xuất phát từ các mỗi con vật tấn công đối thủ của mình. Đó là một con bò đực sẽ đẩy sừng của nó lên không trung, trong khi một con gấu sẽ vuốt xuống. Thị trường gấu là gì? Một thị trường gấu là một điều kiện trong đó giá chứng khoán giảm 20% trở lên từ mức cao gần. Đây trong bối cảnh bi quan lan rộng và tâm lý nhà đầu tư tiêu cực. Làm thế nào để bạn kiếm tiền trong một thị trường gấu? Dưới đây là những cách để làm thị trường gấu rất có khả năng và có lợi nhuận. Thứ nhất, tìm cổ phiếu tốt để mua. Thứ hai, săn cổ tức. Số 3, đá quý khai quật và xếp hạng trái phiếu. Số 4, xoay các lĩnh vực của bạn. Số 5, đi ngắn về cổ phiếu xấu. Thứ 6, cẩn thận sử dụng lề. Số 7, mua một tùy chọn cuộc gọi. Số 8, viết tùy chọn cuộc gọi được bảo hiểm. Làm thế nào để bạn biết nếu một cổ phiếu là tăng hoặc giảm? Nói một cách đơn giản, tăng giá có nghĩa là một nhà đầu tư tin rằng một cổ phiếu hoặc thị trường tổng thể sẽ tăng cao hơn, và giảm giá có nghĩa là một nhà đầu tư tin rằng một cổ phiếu sẽ đi xuống hoặc hoạt động kém. Tuy nhiên, tăng có thể có nghĩa là những điều khác nhau, đặc biệt là đối với các nhà giao dịch ngắn hạn và dài hạn. Khi nào là thị trường tăng dài nhất trong lịch sử? Các cột mốc thị trường bu được sang 10, đây là chính thức. Thứ bảy ngày này, ngày 9 tháng 3 năm 2019, đánh dấu kỷ niệm 10 năm của cái mà nhiều người gọi là thị trường tăng dài nhất trong lịch sử. Tất cả bắt đầu từ mức thấp sau khủng hoảng ngày 9 tháng 3 năm 2009. Một thị trường gấu có nghĩa là gì đối với các nhà đầu tư? Một thị trường gấu là một thời kỳ đánh dấu với giá cổ phiếu giảm. Trong một thị trường gấu, niềm tin của nhà đầu tư là cực kỳ thấp. Nhiều nhà đầu tư lựa chọn bán hết cổ phiếu của họ trong một thị trường gấu vì sợ thua lỗ thêm, do đó thúc đẩy một chu kỳ tiêu cực luẩn quẩn. Bạn có nên mua trong một thị trường gấu không? Các thị trường của bear mang đến cho các nhà đầu tư một cơ hội tuyệt vời để mua các cổ phiếu đang được bán. Theo ông Mark Lê, bạn có nguy cơ giá cổ phiếu sẽ giảm sau khi bạn mua nó. Tuy nhiên, nếu đó là thứ bạn muốn sở hữu trong một khoảng thời gian dài hơn, thì sự thụt lùi tạm thời không liên quan đến bạn. Là thị trường tăng giá sắp kết thúc phải không? Các nhà đầu tư tiền lớn nhìn thấy thị trường tăng kết thúc vào năm 2019 và một cuộc khủng hoảng khác trong 5 năm hoặc ít hơn. Các nhà đầu tư tổ chức tin rằng thị trường tăng giá trong chứng khoán sẽ kết thúc trong 12 tháng tới. Kết quả được đưa ra thì thị trường hỗn loạn đã khiến cổ phiếu hầu như trong tích cực trong năm 2019. Thị trường tăng giá hiện tại bao nhiêu tuổi? Bằng các biện pháp thông thường, các thị trường tăng giá hiện nay đã bắt đầu tháng 3 năm 2009. Chỉ số S&P 500 chạm đáy sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và do đó là một chút hơn 10 năm tuổi. Điều đó làm cho nó dài nhất trong lịch sử. Thị trường tăng trung bình kéo dài 4,5 năm. Điều gì đánh dấu sự kết thúc của một thị trường tăng giá? Thị trường tăng trưởng mạnh nhất trong lịch sử Mỹ hiện đại bắt đầu vào cuối kỷ nguyên lạm phát vào năm 1982 và kết thúc trong thời kỳ bùng nổ dot-com năm 2000. Trong thị trường tăng trưởng thế tục này, một thuật ngữ biểu thị một thị trường tăng kéo dài nhiều năm, chỉ số công nghiệp Dow Jones trung bình 16,8% lợi nhuận hàng năm. Thị trường gấu dài nhất trong lịch sử là gì? Thật thú vị, một trong những thị trường gấu dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ đã phát triển sau khi thị trường tăng dài nhất trong lịch sử
Nó bắt đầu với sự sụp đổ với bong bóng công nghệ năm 2000, sau đó là những ảnh hưởng kinh tế thế giới phát sinh từ vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 và suy thoái thị trường chứng khoán năm 2002. Nhớ subscribe để xem video kế tiếp. Cảm ơn.